Mẹ. Ơi. Ủa. Ủa, sao mới sáng sớm mà bác Tiến qua rồi mẹ? Ủa. Hôm nay ông làm gì qua chơi sớm vậy? Đâu có chuyện gì đâu. Qua đây rủ gì đi ăn sáng. Có bà người Nam nấu bún bò Huế ngon lắm. Con đi làm đây trễ giờ lắm rồi. Ủa sao hôm nay cái xe này nó nặng quá vậy? Ủa trời, xe bể bánh rồi. Chết cha. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ chị mấy con để nhà đi rồi lắc nữa bác dắt đi giá giùm cho con ha. Trời ơi xui xẻo quá, bây giờ làm sao đây? Hay là con đi xe buýt không? Bác đi xe buýt không mà bác biết nhiều tuyến xe buýt lắm. Chỗ làm con gần cái chỗ nào bác chỉ tuyến xe buýt con đi. Thôi thôi thôi, con không đi xe buýt đâu, con đi xe ôm chó lẹ. Hay là con gọi điện kêu sĩ Lâm qua đưa con đi. Không có được đâu mẹ, hở một chút gọi ổng, hở một chút gọi ổng rồi ổng cằn nhằn cử nhử con nữa. Mà bây giờ sĩ Lâm có qua thì con cũng trễ mất rồi. Tới cái xe ôm nào. Trời ơi, hên quá mới nhắc cho ta tới liền à. Chào hai bác. Ủa sao giờ này chưa đi làm? Trời ơi, xe bị bể bánh nè, thiệt xui hết sức à. Mà ông đi đâu đây? Sao qua nhà tôi sớm vậy? Hôm qua bác nhờ tôi sáng qua sửa đường ống nước bị tắt gì đó. Tôi tranh thủ qua sớm tôi sửa rồi để bữa nay tôi đi làm cả ngày. Ủa mẹ, nhà mình bộ có cái ống nước nào bị tắt hả? Có. Trời ơi, sao mẹ không có nói với con? Mà lúc rày á nha, con thấy hở chút mẹ nhờ sĩ Lâm, hở chút mẹ nhờ sĩ Lâm. Mai mốt hắn mà tính công á là mình chả có nổi đâu á. Thôi được rồi, nè, lên đi, tôi chở đi làm. Thì để giờ đó, lên làm đi, trời trưa tôi đón về. Đi đi con. Đi, đi, ủa đi. sao ông nói là đi làm nguyên ngày mà sao trời, chiều đón tôi nữa làm sao? Giờ tôi rảnh, cái chiều tôi bận rồi tối tôi rảnh. Ông nói cái gì mà lộn xộn lung tung á, là tôi không có hiểu gì hết à. Thôi đừng hiểu, lên xe đi, lên xe đi. Thôi lên xe đi. Để giờ rồi, thôi con đi nha. Đi con đi nha bác. Để trễ à, con đi nha. Chạy xe cẩn thận nha. Cảm ơn nha. Đúng chưa? Rồi. Chạy cẩn thận á. Trời ơi, hú hồn hú vía. Nó không có hay biết gì hết. Trời ơi, công nhận cái cách của ông cũng hay thiệt á. Tôi còn nhiều cách lắm. Nhưng mà cách mà chị lấy cái đinh đâm vô bánh xe có cực không? Trời ơi, tôi đâu có đủ sức lấy cái đinh đâm vô bánh xe đâu. Hả? Tôi chỉ xì bánh xe thôi. Không biết không, tôi phải ráng, tôi thức đến 1 giờ đêm, canh con thu xương nó ngủ, tôi mới hành động đó chứ. Cực quá ha. Ông ơi ông, bây giờ tôi thấy mình nên làm thêm mấy cái cách gì nữa đi ông. Chứ cứ vậy hoài á, cái con thu xương này nè, nó cũng tỉnh bơ à, nó không có thèm để ý gì đến cái thằng sĩ Lâm hết trơn á. Cái vấn đề ở đây á, là theo ý của tôi thấy vậy, là thằng sĩ Lâm á, nó phải thay đổi cái cách cư xử của nó đối với con thu xương đi. Nó phải bộc lộ tình cảm của nó, rồi cái dần dần con thu xương nó sẽ nhìn ra. Còn cái kiểu này nó cứ hồn nhiên vô tương chứ hoài, giống như hai đứa lúc nó còn nhỏ vậy, thì làm sao con thu xương nó nhận ra được? Vì thằng sĩ Lâm á, nó sợ là con thu xương phát hiện ra cái sự thay đổi của nó thì sẽ cạch mặt nó luôn. Cái vấn đề là hên xui thôi, nhưng mà mình phải tỏ tình trước, rồi có biết coi đối phương có tình cảm đặc biệt với mình hay không. Nếu có thì mình dấn tới, còn nếu không có thì mình rút lui, phải không? Khỏi mất công hy vọng nữa. Trời ơi, chứ dùng dằng về hoài mất thời gian lắm. Tôi nói yêu cô đơn khổ lắm chị ơi. Ví dụ như tôi thí dụ vậy ha, ví dụ ngày nào đó tôi cũng muốn là tôi thay đổi cách xưng hô với chị. Ví dụ như tôi là ông, chị là bà, tôi xưng với chị là bà với tôi thì ý chị nghĩ sao? Nhưng mà tôi thì tôi cũng thí dụ vậy thôi mà, coi nhau có chuyện gì đấy ha. Từ đó ý chị nha, chị nào có ý gì thì nói tôi biết, để tôi không có hy vọng nữa. Bây giờ vậy, tôi chị đi ăn sáng, sẵn đó rồi cái dắt xe ra rồi bơm xe giùm con nhỏ luôn nha. Vậy ông chờ tôi vô trong cái đồ ha. Rồi.
Chào bạn. Chào bạn. Bạn mua quần áo lại gì? Mình không tới đây để mua quần áo. Mà tới đây chỉ muốn gặp bạn thôi. Vậy mình với bạn có quen nhau không? Bạn thì sẽ không biết mình đâu. Nhưng mình biết bạn đó. Vậy bạn tới đây tìm mình có chuyện gì? Hả? Trước khi nói chuyện, mình xin hô tên nha. Mình tên là Minh Hy, còn bạn? Ủa? Mà sao bạn nói bạn biết tôi mà? Tôi chỉ biết một phần nào đó của bạn thôi. Chứ đâu có biết tên. Ra vậy. Mình tên là Mỹ Linh. Mỹ Linh? Sao nghe quê quá vậy? Sao không gọi là Milly á? Cho nó hay. Thì tên của tôi cha sinh mẹ đẻ. Đặt sao để vậy à? Không có mà đua đòi lấy theo tên của Hàn Quốc ha. Ê, tôi mới hỏi một câu thôi, làm gì mà trả kê tới 10 câu hả? Ủa, chứ bạn là ai? Tự nhiên tôi với bạn không quen, không biết, không đụng chạm với nhau hết. Tự nhiên bạn tới đây nói chuyện khó nghe vậy hả? Sao không đụng chạm? Hả? Bạn là một kẻ thứ ba, chen ngang tình cảm giữa tôi với anh Bảo Minh đó. Bảo Minh? Ê, đừng nói tôi là không biết Bảo Minh nha. Nhưng mà Bảo Minh là bạn trai của tôi mà. Sao tự nhiên nói tôi chen ngang? Ở đâu ra? Bảo Minh là bạn trai của tôi. Bảo Minh quen tôi trước khi quen bạn. Bảo Minh còn hứa dẫn tôi về nhà anh chơi nữa mà. Nhưng mà dạo này á, thái độ của anh thay đổi là vì bạn đó. Vô lý. Vô lý. Hết sức vô lý. Bảo Minh không phải là loại người như vậy. Bạn có bị ngộ nhận không vậy? Hả? Không hề. Bảo Minh đã chính thức tỏ tình với tôi rồi mà. Làm sao mà ngộ nhận được? À, nè, tôi còn đặt tên cho ảnh là gì ta? Bé Min. Bảo Minh không có hề nói gì với tôi về chuyện này hết á. Chính Bảo Minh còn tỏ tình với tôi, rồi còn hướng dẫn tôi về nhà gặp ba mẹ Bảo Minh nữa mà. Nếu vậy, bạn dám đi cùng với tôi về nhà Bảo Minh không? Để hỏi mọi chuyện. Đi thì đi chứ sợ gì. Kể cả Bảo Minh có tình cảm với cả hai đứa đi nữa, tôi cũng chỉ bắt Bảo Minh chỉ chọn một đứa thôi. Bạn không sợ buồn hả? Tất nhiên là không. Vì tôi tin người Bảo Minh chọn chắc chắn sẽ là tôi. Em làm lại đi, chưa có được đâu. Như là bạn của Bảo Minh á, bà lên bà kêu nó xuống đi. Ra tôi mở cửa coi. Bảo Minh, anh Bé Minh ơi. Dạ, em chào bác. Chào các con. Dạ thưa bác, con là bạn gái của Bé Minh nè. Bé Minh, ủa Bé Minh là gì? Dạ, là anh Bảo Minh đó bác. Bảo Minh hả? Dạ. Con kêu Ben Min, bác tưởng gì? Dạ, con chào bác. Dạ, anh Bảo Minh có hẹn con tới nhà chơi mấy lần rồi. Con chưa có thời gian. Hôm nay có dịp á, con ghé thăm bác. Dạ, con là bạn gái Bảo Minh nè. Bạn gái Minh nữa hả? Dạ. Mời mấy con vô nhà uống nước. Đi vô đi con, đi. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ. Đi con. Con sao không? Dạ, từ ngày con bị người hoài ạ. Vậy hả? Đi vậy đỡ tốn tiền xăng ha. Con đi vô đi bác. Còn nhỏ nào nữa không trời? Đi ba te tới. Không lẽ nó từ Rạch Giá Kiên Giang nó lên. Minh ơi, Minh, sao vậy con? Có chuyện gì con nói với mẹ nghe coi. Mẹ để con yên đi.
đừng có đả động gì tới con hết. Con, mẹ biết, nhưng mà mẹ thấy có hai người bạn gái tới tìm con, họ gọi con ý ai ý ới vui hết. Không, không, mẹ nói họ về đi. Con không muốn gặp họ đâu. Mẹ nói là con có ở nhà. Con nói về đi. Sao con nói kỳ vậy? Lần đầu tiên mẹ mới thấy là có hai người bạn gái tới tìm con. Nhưng mà sao con nói cái gì vậy mẹ không hiểu. Con sao vậy? Làm ơn đi, làm ơn nói họ về đi. Con làm ơn đi mẹ ơi, nói họ về đi. Con ngồi đi, bác gái ra nè. Dạ con chào bác. Con chào bác. Ngồi đây ba, ngồi đây. Đây là hai đứa bạn gái của thằng Bảo Minh nhà mình đó. Hôm nay tới đây để chào tôi với bà. Dạ, dạ con không phải là bạn gái đơn thuần đâu. Mà con chính thức là người yêu của anh Bé Minh á. Sao lại gọi nó là anh vậy? Dạ tại vì á con hâm mộ phim Hàn Quốc á, cái con đặt cho anh Bảo Minh là Bé Minh, còn con là Minh Hiếu, con là Minh Hiếu. À thì ra là thích phim Hàn Quốc. Bé Minh là Bảo Minh, Minh Hi là Minh Hiếu á hả? Nếu vậy bác là Nguyễn Văn Bông, về Hàn Quốc là gọi là Diên Phi hả? Phong Minh. Phong Minh không hay, gọi là Diên Phi. Còn đây là vợ của bác, gọi là Ly Diên Phi. Bạn gái mình đó. Dạ thưa bác, con mới chính là người yêu của anh Minh. Con với anh Minh đang quen nhau đó hai bác. Trời đất ơi, ông vậy làm sao? Ông nội tôi cũng không biết sao nữa. Không, cái điều này là bà thỉnh con trai bà xuống, bà hỏi đi. Đúng rồi, không anh biết. Minh có ở nhà không bác? Không, nó đi từ sáng giờ lận con, mà con không biết chừng nào nó về nữa. Nó đi hồi nào? Tôi thấy nó ở nhà mà. Hồi sáng giờ có thấy nó bước chân ra khỏi cửa đâu. À, nó đi rồi con, nó không có ở nhà. Con nhìn hai bác á, hành động như vậy là con biết là anh Bé Minh đang ở trên lầu. Con sẽ đi lên. Bảo Minh ơi, Bảo Minh, Minh xuống đây đi. Linh biết là mình có chuyện khó xử ở trong lòng mà. Linh sẵn sàng nghe Minh nói. Minh ơi, Minh xuống đi Minh. Anh Bé Minh ơi, anh Bé Minh xuống đây nè, xuống đây nói chuyện nè. Có gì á thì nói rõ đi. Anh làm gì mà anh chú chưa chú nhữ vậy? Xuống đây nói rõ ba mặt một lời nè. Trời ơi, sao mà cái giọng con nhỏ Bi Ba Ten này sao nó chua chát quá vậy không biết. Được, nếu anh không xuống chứ gì thì em lên đó đó nha. Đúng rồi đó anh Minh, anh mà không xuống là em đi lên thiệt đó. Dạ, mời ngồi. Dạ, cung thỉnh nhị vị cô nương ngồi. Dạ, để từ từ đi, đừng có làm áp lực cho tuổi già của hai đứa em. Dạ, có chuyện gì để từ từ mà nói. Nhưng mà tại em đi nên ép bộ tụi con làm gì chứ bộ. Thôi, bây giờ tụi mình đừng nói nhiều nữa. Con xin phép hai bác lên phòng. Không. Từ từ, để Minh xuống. Thưa ba mẹ cứ ngồi yên tại chỗ, con sẽ giải quyết chuyện này. Hai bạn cũng vậy nữa, hai bạn cứ bình tĩnh đi, ngồi xuống tại chỗ, rồi mình sẽ giải thích cho. Ông ơi,
Ông có chịu khó không? Mở cửa sợ hai cái cô này đi về đi. Trời ơi, nó lại nói cho tôi biết rồi có sai. Trời ơi, chìa khóa nó cầm đi theo luôn rồi, sao không ra? Trời ơi, chiều nay tụi em về sao? Chị cũng biết sao giờ nữa. Thôi mọi người ráng đợi anh Minh Quân về đi nha. Đó, bây giờ ông tin chưa? Chứ không thôi hồi đó tới bây giờ ông cứ nghi nghi ngờ ngờ. Thậm chí ông còn khẳng định nó là đồng tính nữa. Đó, bây giờ nó gây ra hậu quả cho con ta. Trời đất ơi, tôi đâu có đoán được trước đâu. Lúc cần thì không có. Còn lúc không cần thì nó kéo tới đúp bồ cho một cặp. Trời ơi, thiệt là cái tình đời. Anh mê mê ơi. Ủa, vợ anh đi đâu hôm nay đẹp quá vậy ta? Bây giờ em đi dự event. Tối nay chồng yêu ở nhà ăn cơm một mình nha. Vậy là tối nay bị bỏ rơi nữa rồi, buồn quá đây. Thôi mà, em thương mà. Anh đã giỡn thôi. Chứ từ ngày mà em đi làm lại, thấy tâm trạng của em vui vẻ, phấn chấn như vậy, anh mừng lắm. Anh luôn ủng hộ em mà. Cảm ơn chồng yêu. Nè, nhớ đi đặt thiệp với phát thiệp cưới của hai đứa mình á. Còn nửa tháng rồi lẹ lắm. Em biết rồi, em biết rồi. Thôi em đi nha. Ừ, để anh tiễn em đi. Anh đi ra cửa. Thấy ghê không? Mày đặt khách sáo nữa. Dạ, chào bác. Ừ. Mẹ. Tội nghiệp con quá Sĩ Lâm à. Cứ hễ có chuyện gì á là bác với con Thu Sương là phải nhờ đến con. Thiệt làm phiền con quá. Có gì đâu bác. Làm phiền gì mẹ. Con đã nói với ổng hoài à, kiếm bạn gái đi. Chứ không hả, tôi làm phiền dài dài luôn đó. Con thiệt tình hả? Biết đâu Sĩ Lâm nó có lý do gì thì sao? Con phải tinh tế để ý đến bạn chứ. Lý do gì? Ê, ông đừng nói với tôi ông phải là đàn ông nghe. Trời, bà đây khùng hả? Tuôn gì mà không giống đàn ông hả? Thôi, vô tắm rửa rồi ăn cơm đi con. Dạ, đi nghe. Con vô ăn cơm luôn nghe. Dạ thôi, con không vô đâu. Sao vậy con? Bác biết sao không? Dạo này á, con thấy tần số xuất hiện của con nhiều quá, con sợ con nghi ngờ. Thì bác cũng đang muốn nó phải suy nghĩ đây nè. Chứ cứ để nó vô tư vậy hoài á thì chuyện chẳng đi đến đâu. Ý bác là con phải nói cho Thu Sương biết hả? Ừ. Nhưng mà đừng có đột ngột quá. Con phải bắt đầu bằng cái những biểu hiện nho nhỏ thôi. Với lại con cũng phải thay đổi cách cư xử với Thu Sương đi, để cho nó từ từ nó nhận ra. Rồi coi cái ý của nó làm sao, từ từ mình tính tiếp. Thiệt tình, con cảm ơn bác với bác Tiến nhiều lắm. Không có hai bác chắc con ôm mối tình đơn phương suốt cả đời quá. Làm mẹ như bác á, bác chỉ mong con Thu Sương kiếm được một người chồng như cháu thôi. Con về nha. Cô, trời ơi, lâu quá không gặp. Dạ con, bạn con đi chung, hai cô cũng đi chung luôn hả? Ê, chị Linh kìa. Chị Linh ơi, chụp với em đứng lên nha. Chụp giùm tôi đi. Chị chụp cho bà. Em cảm ơn chị nha. Ok. Thì ra là cặp với nhau. Con nhóc này ghê gớm thiệt. Mình đúng là khờ, bị nó qua mặt mà không biết. Ủa, chào em. Thật không thể ngờ rằng họ lại mời em và chị Trang Anh cùng dự chung một cái event như thế này. Anh thấy là hình như em hơi bị say đúng không?
có ai đưa em về nhà không? Chút nữa em tự đi taxi về một mình được mà. Sao lại đi taxi? Anh có thể đưa em về tận nhà được mà. Em ra xe trước đi. Anh có chuyện muốn nói với chị Trang Anh. Hôm nay nhìn thấy em khỏe mạnh như vậy, lại xinh đẹp hơn lúc trước, thật sự là anh rất mừng. Cảm ơn anh đã quan tâm em. Em cũng xin chúc mừng anh vì đã quen được một cô bạn gái mới, vừa trẻ vừa đẹp như vậy. Cô ấy là cô át chủ bài của công ty Ánh Sao Xanh hả? Ánh Sao Xanh thì làm sao có đủ lực mà đẩy Thủy Linh nhanh lên gì chứ. Thủy Linh là chiến lược bên công ty của anh đó. Ủa, vậy là bây giờ anh làm bầu show luôn rồi hả? Tất nhiên không phải là anh rồi, mà là bạn của anh, công ty ngôi sao. Thật lòng mà anh cảm thấy rất tiếc cho em. Thời gian trước đây trong lúc chúng ta quen nhau, nếu như em không qua lại với Đại Phát thì anh đã mời em về công ty ngôi sao rồi. Chắc có lẽ chúng ta không có duyên với nhau. Thủy Linh đã ngay lập tức nhảy vào thế chỗ của em. Lập tức nhảy vào? Chứ không phải là Thủy Linh chỉ mới vừa quen anh đây thôi sao? Em đã trải qua bao nhiêu chuyện mà sao bây giờ còn hỏi những câu ngu ngơ như vậy chứ? Tất nhiên là Thủy Linh phải đối xử với anh trước đó một thời gian dài thì anh mới có thể đầu tư cho cô ta từ A đến Z như vậy. Chính xác là từ lúc em đã qua lại với Đại Phát, anh đã đặt vấn đề với Thủy Linh. Mà không ngờ cô bé đó lại giả nai trước mặt em hay như vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, em cũng không muốn nhắc lại nữa. Nhưng nếu như bây giờ em muốn quay lại, lúc nào anh cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón em. Bởi vì thật sự anh rất tôn trọng tài năng của em. À, em còn giữ số điện thoại của anh chứ? Tất nhiên là còn. Và em vẫn còn giữ tin nhắn mà trong đêm tai nạn anh đã nhắn cho em nữa. Em không nghĩ là anh có thể quên nhanh như vậy. Và không có cảm giác gì về cái việc mà anh đã gián tiếp gây ra điều này. Anh nhắc lại cho em nhớ một lần sau cùng, anh hoàn toàn không nhắn tin nữa cho em. Và nếu như có, anh cũng không liên quan gì đến tai nạn của em. Đó chỉ là một sự rủi ro của em thôi. Ok thôi, được rồi. Thật sự là anh có lòng tốt muốn nâng đỡ em. Nếu như em vẫn không biết điều thì thôi vậy. Anh luôn mong muốn là em sẽ gặp những điều may mắn trong tương lai của mình. Chị thấy mẫu này sao? Được. Vậy quyết định mình chọn mẫu này ha. Dạ. Yeah. Vậy là tổng cộng em có 50 bộ nữ với lại 20 mẫu nam. Chị cho em khoảng 2 tuần đi rồi em giao ha. Rồi, đồng ý. Ký đây giùm em nha chị. Em cảm ơn chị, để em tiễn chị ra. Minh, khách hàng họ yêu cầu em phải viền cái viền vàng vô đây nè, trên cổ áo nè, cổ tay, rồi mình tháo bớt cái nơ bên phải nữa. Em thấy như sao? Em thấy cũng được á. Ông ơi, ừ, vợ chồng chung á, làm như nó hạp tuổi nhau làm sao không? Ừ. Kể từ ngày mà nó mở cái tiệm này ra tới bây giờ, càng ngày khách càng đông nữa, mà hợp đồng cứ ký liền liền vậy à. Ừ. Thấy hàm quá à. Đúng rồi, tôi mừng ghê luôn á. Thấy không? Có được thằng con rể tận tâm, thấy không? Rồi có đứa con gái giỏi nghề nè, thấy không? Đó, hỏi sao mà tiệm mai này không thành công cho nữa, bởi thấy không? Ba, hả? Tại vì vợ chồng con á có duyên từ kiếp trước đó ba. Ồ, vậy hả? Mà con nghĩ chắc mình phải mướn mặt bằng rộng hơn quá à ba mẹ ơi. Phòng khách nhà mình giờ không có đủ chỗ tiếp khách nữa nè.
Yên tâm con, ba với mẹ hoàn toàn tin tưởng tụi con, thấy không? Ủng hộ hai tay hai chân luôn. Đó, nè, nếu có kẹt vốn cứ nói ba với mẹ cho mượn. Coi hai đứa già tụi tôi vậy chứ có của để dành nữa nha. Dạ cảm ơn ba. Cảm ơn ba mẹ. Nè, mà yên ổn công việc rồi á, làm ơn sanh cho tụi tôi một đứa cháu đặng tụi tôi ẩm nghe không? Thèm cháu lắm rồi đó. Đúng rồi đó. Con còn thèm ăn ba mẹ nữa đó. Vậy hả? Em nghe chưa? Ông này, ba mẹ, thật ra bữa giờ vợ chồng con cũng tính hết rồi. Giờ chỉ có khi nào mà chính thức có tin vui là báo cho ba mẹ biết liền á. Thiệt hả? Dạ. Trời ơi. Vậy mà sao hổng rày á, không chịu nói. Đặng tôi đi chợ tôi mua đồ ăn về tôi tẩm bổ cho. Cái này tính thôi chứ có đâu mà tẩm bổ không biết à. Sắp có rồi. Ủa Bảo Minh, em sao vậy? Em mệt hả? Dạ, em không có sao hết á. Nhưng mà em xin phép mọi người lên phòng trước đây. Hình như con thấy Bảo Minh nó có tâm sự gì á ba. Tâm sự cái gì? Nó đang phân vân lựa chọn bạn gái chứ tâm sự gì? Thì đó, cũng tại ông cứ hối thúc nó đi tìm bạn gái, rồi nó phải vội vội vàng vàng nó đi kiếm. Bây giờ một lúc hai cô, đó. Nó biết chọn ai giờ? Thôi đừng có nhắc hai con nhỏ hôm bữa. Trời ơi, tôi muốn nhập viện rồi. Thôi. Thôi, ba mẹ đừng có lo cho nó. Tụi nó còn con nít lắm. Đợi từ từ đi rồi đâu cũng như đó hết à. Bác. Ông đi đâu đây? Thì tới chở bà đi làm. Ai nhờ ông, xe tôi sửa xong rồi. Mẹ nhờ nó đó. Sao mẹ nhờ Dĩ Lâm chi vậy? Con có xe đi làm mà. Thì tại vì mẹ định lát nữa mượn xe của con để kêu bác Tiến qua đây chở mẹ đi chơi vòng vòng. Mẹ nói gì kỳ vậy? Ai cho bác Tiến chở mẹ đi chơi vòng vòng? Tại vì mẹ ở nhà mình buồn quá à. Con thì đi làm. Với lại con cũng muốn mẹ đi chơi đây đó để mà khuây khỏa đúng không? Dạ. Vậy thôi mẹ nói bác chạy xe cẩn thận nha. Nè, tôi nhờ ông chở tôi đi làm có phiền không vậy? À, không, đâu có phiền gì đâu. Là ông nói đó nha. Đừng có than thân trách phận với tôi à. Biết rồi. Mẹ, mẹ phải nói bác Tiến chạy cẩn thận nha. Có gì á là phải gọi điện thoại cho con á. Đừng có để con lo giống như lần trước nữa. Mẹ biết rồi. Lên xe đi. À, đi. Con đi nha. Cảm ơn con nghe. Ở đây tập trung rất nhiều con trai. Nếu mình thực sự có vấn đề thì cảm xúc của mình phải cho thấy điều đó. Như vậy là mình không phải là người đồng giới. Rõ ràng trong này toàn là đàn ông mà mình đâu có cảm giác với họ. You can never make me love you.
Sư. Ủa, đúng là người có đạo đức đưa đón chứ, không có phải để cho tôi chờ một chút nào. Thật ra hôm nay có chuyện á, tôi mới tới đón sớm vậy đó. Ủa, chuyện gì? Ra cà phê nói chuyện đi, lát tôi chở bà về. Ủa nhưng mà xe không đâu? Bên kia kìa. Đi. Đi. Mệt lắm. Bạn nè, cho mình hỏi hơi tế nhị chút. Nãy giờ bạn có nhìn mình đúng không? Ừ, đúng rồi. Nãy giờ mình có quan sát bạn thiệt. Như vậy á, là không phải do mình tưởng tượng rồi. Ủa, mà tại sao bạn lại quan sát mình như vậy? Tại vì mình thấy bạn hay nên mình nhìn vậy thôi. Bạn quá khen rồi, mình nhìn bạn cũng dễ thương lắm, chị cũng thú vị. Cảm ơn bạn. Mình tên là Tùng. Còn bạn? Mình tên là Minh. Minh hả? Tên nghe hay á. Rồi ngày mai mình có tập không? Chắc là có. Thì là bạn nha. Nè, có chuyện gì nói đi. Tự nhiên kêu người ta ra đây á, rồi làm mặt hình sự hả? Tôi có chuyện cần góp ý. Góp ý? Tôi thấy chúng ta không còn con nít nữa. Tôi làm gì mà góp ý tôi? Nhiều chuyện lắm. Nhưng trước tiên tôi nghĩ chúng ta phải thay đổi cách xưng hô đi. Không thể nào gọi cứ ông bà. Tôi nghe kỳ lắm. Không gọi ông mà bà thì chứ gọi bằng cái gì? Từ trước giờ gọi vậy quen rồi. Trước tới giờ không tính, bây giờ mới tính. Tôi thấy chúng ta trưởng thành rồi, phải gọi nhau bằng anh và em. Anh, em. Ê, ai nhập ông vậy? Tôi nghiêm túc đó. Cái gì mà nghiêm túc? Tự nhiên cái bắt kêu bằng anh à? Bằng tuổi mà. Bằng tuổi cũng phải gọi tôi bằng anh. Bởi vì phụ nữ á, lúc nào cũng gọi đàn ông bằng anh hết. Đặc biệt những người thân cận bên cạnh của mình. Tôi thấy gọi như vậy á, mới thể hiện được nét duyên dáng, quyến rũ, nữ tính của người phụ nữ. Hiểu chưa? Không biết tụi nó sao rồi, có ổn không đây nữa. Tụi nó sẽ ổn thôi, bà đừng có lo. Ông mới gọi tôi là bà hả? Tôi khoái kêu bằng bà. Trời ơi, cứ suốt ngày cứ xưng hô cứ chị và tôi sao nghe nó khách sáo quá trời quá đất. Nhưng mà nếu chị không đồng ý thì tôi đổi lại. Dạ, cũng không có gì phiền đâu. Tại
Tôi hơi bất ngờ quá cho nên chưa có quen thôi. Nói vậy chị đồng ý tôi kêu bằng bà rồi phải không? Thì nãy giờ sao tôi kêu chị bằng bà không á nghe. Ông này thiệt tình ha. Tôi cũng mong tụi nhỏ được như hai đứa mình nha. Chọc tôi hoài. Ê, tụi nó về kìa. Dạ, chào hai bác. Chào mày. Ơi yêu quên, chào cậu. Cảm ơn ông nha. Anh về nha. Con về nha hai bác. Cha nội hôm nay bị khùng quá, mẹ đừng để ý gì ha. Thưa bác con vô. Chị để ý mấy đời con nít đó làm cái gì? Chuyện gì cũng có thể thay đổi được mà chị. Em xin lỗi nha, em cứ tưởng ca sĩ mới nào tên Trang Anh. Ý em không phải vậy đâu, chị đừng có hiểu lầm nha. Em nói thiệt đó, em cứ tưởng chị đang tỉnh dưỡng, chưa đi hát lại được thôi. Chưa xong chưa, nghỉ lên. Ra ráp với Vũ đoàn giùm anh đi. À anh Dũng à, anh cứ để chị Trang Anh hát trước đi. Em là đàn em, không thể lấn án thầy chị được. Dàn xếp được như vậy thì tốt quá, anh cảm ơn em. Nhưng xin lỗi, em phải đi thôi. Sau hôm nay em phải hủy rồi. Công việc bên kia rất là quan trọng. Họ trả cách xe cho em rất là cao. Trời đất ơi, vậy là sao nữa đây? Thôi được rồi, cứ để cho Thủy Linh hát trước đi. Dù gì thì Thủy Linh cũng bận hơn em mà. Vậy em cảm ơn chị nha. Chị đúng là Trang Anh yêu dấu, lúc nào em cũng hâm mộ. Ủa, chào em. Thật không thể ngờ rằng họ lại mời em và chị Trang Anh cùng dự chung một cái event như thế này. Nếu như em không qua lại với Đại Phát thì anh đã mời em về công ty ngôi sao rồi. Chắc có lẽ chúng ta không có duyên với nhau. Thủy Linh đã ngay lập tức nhảy vào thế chỗ của em đó. Lập tức nhảy vào? Chứ không phải là Thủy Linh chỉ mới vừa quen anh đây thôi sao? Em đã trải qua bao nhiêu chuyện mà sao bây giờ còn hỏi những câu ngu ngơ như vậy chứ? Tất nhiên là Thủy Linh phải đối xử với anh trước đó một thời gian dài thì anh mới có thể đầu tư cho cô ta từ A đến Z như vậy. Chính xác là từ lúc em đã qua lại với Đại Phát, anh đã đặt vấn đề với Thủy Linh. Mà không ngờ cô bé đó lại giả nai trước mặt em hay như vậy. Chỉ có mình là ngây thơ thôi. Nó đúng là một con cáo già. Con xin lỗi chú. Em có xin lỗi sao? Chú. Dạ con mới sang. Ủa, chị Trang Anh, em hâm mộ chị lắm á. Em không ngờ là gặp chị ở đây. Chào anh. Anh vô phòng của anh Phương trước nha. Dạ. Chị cho em xin chữ ký nha. Cả nhà em, ai cũng hâm mộ chị hết đó. Ok. Chị Trang Anh, nếu chị cho phép thì em sẽ viết một bài cảm nghĩ đăng lên trang fanpage của chị á, để khiến dư luận theo nhiều hướng có lợi cho chị. Sẵn rồi, mình hâm nóng cho live show sắp tới luôn. Mình sẽ có nhiều thông tin phong phú để đến với khán giả nhiều hơn. Nếu mà như vậy thì nó đã quen với Tony từ rất lâu rồi. Ngay cả trong thời gian nó đang giả bộ vui vẻ với mình. Là em hả? Dạ. Tôi cứ tưởng đâu là ca sĩ mới của công ty chứ. Dạ, em có biết hát hò gì đâu. Em xin vào đây làm, chỉ được ở cạnh thần tượng thôi ạ. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà nếu như mà em làm việc không tốt á thì tôi cũng không nể tình đâu nha. Dạ. Sao em lại làm chuyện này? Chuyện này có cô lao công làm rồi mà. Dạ, để em làm đi, không có sao đâu. Với lại đây cũng là phòng của chị Trang Anh mà. Em không muốn có một hạt bụi nào hết á.
Trang Anh ơi, sức nè chị. Được rồi, được rồi. Anh cứ vô phòng ngủ một giấc thì thiệt là ngon đi. Rồi ngày mai muốn nói cái gì thì nói. Đây em mở cho. Anh làm cái gì vậy? Đọc đi. Đọc đi. Em sao vậy? Sao vậy chị? Cái gì vậy? Ê trời, cái miếng chay. Chị, cũng may mà chị không có bị cái gì. Mà sao trong bánh kem lại có miếng chay?